Hello, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái buổi tiếp theo, đi học và tìm hiểu về hành trình đi tìm hiểu về Canva nha. Mọi người đừng quên là xem hết các video ủng hộ cho mình bằng cách like, share cũng như là subscribe nha. Ok, về tiếp theo mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp này. Quay về trang chủ để cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu các mẫu. Ok, tiếp theo đây mình sẽ cùng nhau vào đây mình sẽ thử xem cái Smart Smoke Cup này là gì nhé. Ok, tiếp theo là mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Mình thì vào phần in ấn, cũng có công nghệ in ấn bao bì quần áo, nhà cửa, đời sống, và có thể in ra những cái đồ đấy cũng được nha.
Ok, ở đây phải in ấn, mình có thể in này, sách này hay là card, brochure và tờ rơi này, khung này, poster ngoài trời đó, đặt in ở trên Canva cũng được nha. Ok, tiếp theo em mình cùng nhau đi xem tiếp nha. Mình chỉ ấn vào phần poster xem nó hiện lên như nào nha. Ok, tiếp theo về mình cùng nhau xuống đi xem này, có poster dọc, poster ngang, poster vuông nha. Đó, nó sẽ hiện đây, kiểu nó gợi ý hết lên rồi mình chỉ phải nhấp vào và làm theo thôi ấy.
Ok, và mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp nha. Bạn có thể design vào đây này. Đó, draw design here. Ok, tiếp theo về mình cùng nhau đi xem tiếp này. Đó, đi ra anh kiểu người ta thử vào một khung cho mình luôn nha. Ok, tiếp theo mình cùng nhau đi xem tiếp này. Tưởng tượng mẫu như này này. Đó, và mình bắt đầu ấn vào đây. Hãy bắt đầu thôi, mình ở đây chọn nha.
Đây về mình hãy chọn cái nội dung của mình hoặc là mình vào cái thiết kế này để cùng nhau đi xem. Thì những thiết kế gần đây, tất cả các thiết kế cũng được nha. Ok, tiếp theo bên mình sẽ cùng nhau đi vào đây xem. Ấn vào để chọn, bên mình thử chọn để chọn vào cái khung đấy xem nó ra sao nha. Ok, bây giờ mình sẽ ấn loát vào đây. Đó, nó sẽ thử luôn. Lấy luôn cái này lên vào cái trang này cho mình nha.
Ok, tiếp theo em mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Mình còn lưu hoặc là điều chỉnh ảnh ấn nhấp vào là được nha. Ok, tiếp theo bây giờ mình lại cùng nhau đi vào cái phần kế hoạch nội dung nó xem là cái gì nha. Ok, tiếp theo đây mình có thể xem được cái này cái lịch mà mình ấn cộng vào đây để mình có thể thêm những cái lịch của mình vào. Ok, tiếp theo về mình sẽ cùng nhau đó viết và mình sẽ ấn đăng ngay là nó sẽ được cập nhật lên đây. Cái này thì nó cũng bao gồm cả những phần Canva Pro nha.
Ok, tiếp theo thì mình cùng nhau xem được cả thương hiệu. Cái thương hiệu nó là cái gì nha? Ok, ở đây có thể tạo diện mạo chuyên nghiệp với bộ thương hiệu, mọi người thử đọc ở đây nhá, màu thương hiệu Canva này. Đó, giới thiệu hướng dẫn chi tiết ở đây. Ok, tiếp theo về mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Smart. Đây, về mình sẽ vào phần nào. Dùng thử Canva Pro xem nó có gì nhé.
Ok, tiếp theo bên mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp. Bắt đầu dùng thử bằng miễn phí của tôi này. Đó, như này đầu tiên mình phải cam kết và mình phải đóng tiền. Kiểu đóng tài khoản sau này mình đóng tiền trước nha. Ok, tiếp theo về mình sẽ cùng nhau về mình ẩn x đi nhé. Đó, bây giờ mình thử lại vào phần bảng giá cho mọi người xem. Ok, mình ra xuống lại cho mọi người xem tham khảo các cái mức giá và cùng nhau xem lại mình nên làm cái gì nhé.
Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Đó, rất là nhiều cái tính năng ở đây nha. Ok, đây mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái tham gia miễn phí, ấn vào đây nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thiết kế này. Xe combo đây chỉ full là combo miễn phí thôi nha.
Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau ở đây cùng nhau đi xem tiếp nha. Chủ đề phổ biến này, thuyết trình này, tài liệu A4 này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Đây thì vào phần giáo dục, sẽ trong phần giáo dục này nó có gì nhá. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp này. Infographic giáo dục mình sẽ ấn vào đây và cùng nhau đi xem nhé.
về mình sẽ cùng nhau đi xem tiếp nha. Và mỗi infographic rồi nó hiện luôn mẫu ra nhé. Ok, để mình lại ấn vào cái mẫu để cùng nhau thực hiện cho mọi người nhé. Ấn vào nó sẽ hiện lên rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau ấn tùy chỉnh mẫu này để cùng nhau đi xem nha.
Ok, ở đây về mình có thể thu nhỏ phóng to lên. Cái này hình có tổng cộng 2 trang. Đó, một trang đầu tiên và trang tiêu đề này. Ok, thì cái gì cũng đi đâu thì đã kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người buổi sau, chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu nha.